Ơi, chào tất cả các em làm cái công trình nha. Hôm nay Hiếu quay một vài cái cây ở bãi cây công trình ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Quốc lộ 3, quốc lộ 13, ấp Trà Là, xã Thanh Vinh. Địa chỉ website của Hiếu là cayrangthuong.net. Số điện thoại của Hiếu là 0971055578. Zalo là 0933448644. Chuyên nhận trồng cây công trình, mua bán cây ha. Hôm nay quay cho anh em ba cái cây này, nó thuộc dạng ba cây dành cho đại thụ, dành cho các cái nhà biệt thự, các cái nhà biệt thự resort khách sạn 5 sao là phù hợp cho những cái loại cây này nhé. Đây này là có hoành gốc mà đo cái gốc 40 xăng, hoành 310, đo lên 1 mét là 250 thì phải, đo lên 1 mét là 250, cao lên khoảng 4 mét rưỡi đó. Cây thứ hai cao khoảng 5 mét rưỡi, 5 mét đến 5 mét rưỡi, có hoành gốc là 250, không phải gốc đâu, đo lên 3 tấc ạ. Cây này là đo lên 3 tấc là 250. Đo lên 1 mét là 190. Cây có đặc điểm là bu nhú toàn thân. Cây đã mọc tược khắp thân rồi ha. Phần ngọn cây là mọc tược hết rồi. Cây bằng lăng các bạn biết rồi, nó có cái ưu điểm là rất là khỏe mạnh. Cây thứ ba là một cái cây có hoành đo lên 40 phân là hoành 350, đo lên 1 mét là hoành 350, đo lên 1 mét chắc khoảng 280, cao lên khoảng 5 mét rưỡi, 6 mét ạ. Cây đã mọc tược vào các cái đầu nhánh. Nhắc lại, cây này là to là 350, đo lên 4 tấc. Cây đã mọc tược nha. Cây này đã mọc tược dành cho những ai chơi cây ghép tường vi, mang về ghép cho nó rẻ nha. Mua cái này mang về ghép cho nó rẻ. Mua ghép sẵn rồi họ bán mắc lắm. Họ bán tới cả tỷ một cây. Hiếu bán cực rẻ luôn. Không phải Hiếu lỗ đâu, chứ thực sự là có cái cây ở cái hội hoa xuân 2018 là đã 1,2 tỷ đúng không? Họ ghép một cây thường quy nó cũng tương tự như cây này chứ mấy, bán 1,2 tỷ dành cho những người nhà giàu không? Còn những người mà nhà giàu mà thông minh á, thì mua cây này mang về ghép ba cây thôi, không bằng 1/10 đâu. Ba cây này không bằng 1/10 của một cây kia. Mua cả ba cây mang về nhà thì chơi một năm sau thì có một, có sắc hòa ha. Ghép tường vi ngũ sắc trắng hồng đỏ tím đen xanh gì đó vân vân, ghép ngũ sắc. Ngũ sắc là xanh não bệnh tử xanh, ngay cái số xanh là rất là đẹp ha. Rồi chào tất cả mọi người nha. Ôi, nhân tiện giới thiệu luôn cây vú sữa này đi. Đây, cây vú sữa này có đường kính 40, đo lên 1 mét nha anh em. Đường kính 40, đo lên 1 mét. Cây có đường kính 40. Cây rất là đẹp. Đẹp tuyệt trần luôn. Đo lên 1 mét, đường kính 40. Quá là đẹp. Quá đẹp luôn. Này là cái vú sữa nha. Rồi,
Đây có mớ cây giáng hương phía trước đang dâm ủ, đường kính 20 đô 1m3 đó, tầm 20 đô 1m3, toàn cây khủng không, to lắm. Đây cây đó mọc từ cây này sau cao, toàn là cây cao 6m nha. Bốn cây này là mới, nó chưa kịp mọc, mới để vô thôi, chưa kịp mọc. Bốn cây này là mới nha, và những cây này để 20 ngày rồi nè, nó mọc đẹp lắm, được mọc um tùm. Được mọc um tùm nữa ha. Đó. Cho anh em nào mà đang cần cây đường kính 20 đô 1m3. Cực đẹp luôn. Rồi, qua đây. Cây này đường kính 15 đô gốc. Đang dâm ủ. Đang ủ cho nó ra tược. Đường kính 15 đo gốc, cái này Hiếu đang ủ cho nó ra tược nha. À, đường kính 15 nó có khoảng 100 cây. Rồi chỗ này cây sao đen, anh em nào cần đánh đặt cây sao đen đánh thẳng inbox cho Hiếu ha, cạnh nhánh như thế nào thì inbox nói rõ Hiếu sẽ làm cho. Cây này cây sao đen, sao đen à, mới ủ rồi, có một vài cây đang mọc tược rồi. Đó. Có một vài cây tược đã mọc. Rồi. Sao đen. À, đường kính này đường kính 15 gốc. Đường kính 15 gốc. Sao đen. Còn đây là cây giáng hương đường kính 10 gốc. Cây giáng hương đường kính 10 gốc. À. À. Cây đó thì anh em đặt số lượng vô kể. Nói vô kể thôi chứ tầm đặt ngàn cây ha. Ngàn cây là có. Số lượng có hạn chứ không phải vô kể đâu, nói vô kể là sai rồi, số lượng nó chỉ có hạn thôi nha. Rồi đây là đống cây đường kính khoảng 19 gốc, 19 gốc nè, 100 cây đang ủ ha, cao khoảng 5m. Đường kính gốc 19. Đường kính gốc cây này là 19. Hiện Hiếu đang ủ nó. Đang đợi nó mọc tược để giao đi. Rồi chào tất cả anh em nha. Đây là địa chỉ bãi cây công trình của Hiếu. Anh em nào cần thì inbox cho Hiếu nha. Số điện thoại 0971055578, Zalo 0933448644, địa chỉ quốc lộ 13, ấp Trà Là, xã Thanh Bình, huyện Hôn Quảng, tỉnh Bình Phước. Hiếu nhận trồng cây công trình bao sống cho các tư nhân, các cái doanh nghiệp, và cung cấp cây cổ thụ, cây công trình cho tất cả các người anh em nào có nhu cầu. Rồi xin chào phía trước, phía trước mớ cây đường kính 10 đô mét nha. Đó, đường kính 10 đô mét nó có khoảng 50 cây có sẵn đang ra bổ nha. Chào tất cả mọi người nha.